dầu quét luôn hả? Quét dầu lên cho bóng. Thép cái da này. Ủa không phải mở này, mở này. Đây một dĩa thịt với một dĩa dưa leo cà chua xong rồi ông bà cô bác ơi, chịu khó nướng chút xíu là có đồ ăn cho cả nhà luôn. Giống như cục thịt heo quay quá em. Chào chồng bà cô bác. À, cả gia đình của Khánh kính chào bà cô bác luôn. Vậy là nói đầu tiên là cho Khánh với gia đình là gửi lời chúc sức khỏe và là cảm ơn chân thành nhất đến toàn thể bà cô bác. Thì bây giờ là buổi sáng ở gia đình rất là trong lành luôn bà cô bác ơi. Thì bây giờ là Khánh sẽ bữa nay sẽ làm nướng thịt đây. Bữa nay tại vì có dịp là Khánh nghỉ ở nhà, bây giờ Khánh sẽ nướng thịt. Lâu rồi cũng không có nấu ăn cho mấy bé tại vì cũng đi liên tục mà. Đó, giờ ở nhà cũng bị cảm nên là cũng đeo khẩu trang rồi. Mẹ ho rồi. Có chè đót nè. Bữa nay ba nướng thịt cho con nha, ở đây lâu quá. Chè đót á cũng thích ăn thịt sườn. Sườn nướng hay là thịt, ê con đã chừng nóng con. Rồi mặt ba đỏ luôn hả? Nãy giờ ba nướng ba ấy than á. Đây có một gỗ khoai lang nữa bà cô bác ơi. Thì bây giờ Khánh cũng xin phép là ghi hình lại cái quá trình nướng thịt lâu quá, bỏ nghề lâu quá rồi. Vậy bây giờ Khánh sẽ nướng thịt cho cả gia đình ăn coi mấy bé như thế nào. Nãy có ốp ở đây là ốp đây, để Khánh chuyển qua là nói chuyện luôn. Đây nè mà cô bác ơi, nãy là thịt ốp nè, gồm có củ hành, hành tím, củ tỏi, rồi gia vị bột niêm này kia rồi á, rồi có mật ong nữa. Đây đó, bên kia là cái rổ khoai. Còn đây là bếp than, hồi nãy là Khánh nhúm hồi nãy giờ đây. Nhờ Khánh lo Khánh làm để xong chút xíu là đầu giờ trưa là Khánh có hẹn là đi ghi hình một cái hoàn cảnh ở dưới bến lức dưới này nè ông bà cô bác ơi. Bây giờ là ba bỏ vô nha. Rồi. Hết chuyện rồi, cho đi kêu nướng đôi dép của chị hai luôn. Nướng đồ dép của em luôn hả? Rồi cục thịt thì này bự quá. Em nướng đồ dép của hai đứa. Còn đổ chút xương phải không? Sáng là vợ Khánh là đi mua sớm. Thôi mấy con đi vô nấu á. Wow, ngon quá. Ba này, banh nó nóng rồi kìa. Từ từ. Con. Từ từ thôi, để mấy cái mỏng nó nằm ngoài, để đĩa ngoài á, ngoài cái miếng nào cũng giống nhau, cái anh bán thịt anh cắt mà chỉ là cục này bự nằm trong à. Cái đầu nóng ở trong nó lớn hơn nên mình để sát cục cho cục gạo sữa. Đây là chỗ tài nấu ăn. Wow. Nhớ mẹ rất là ngon hơn. Con nướng dép của hai. Nãy ba không bỏ khoai dưới. Trời ơi, nướng dép. Nướng dép của hai nãy. Ba bỏ thịt lên. Khoai chút nướng riêng chứ. Này nướng chung vậy. Nướng đồ dép của hai đứa. Trời ơi, thôi con. Không đòn gì. Còn nướng cái tay của mẹ. Ủa còn chỗ rồi mà ba để ba. Rồi cứ để đây cho nó ấm ấm đi. Rồi. Con có ngoài nè. Con chỗ ngoài nè. Con ngoài nè. Hàng ống rồi. Ủa? Cái này nè mẹ kẹp này mà, để chữa mà. Không để luôn đâu sao đâu. Hả? Khỏi. Nên bấm lên hậu nước đây. Đang bưng lên hồ nước đây.
bộ miếng thịt nữa. Ôi trời, kéo hai miếng nhã lên kia đi. Nên quên nè, nước là bừng bừng bừng. Ủa, thịt này thịt gì vậy ba? Cho ba chồng quay cho. Bừng. Ở cái đó nóng đó con. Nóng đó con. Ủa này ba bỏ hết rồi luôn hả? Ừ, bỏ hết lần luôn rồi. Đây mà con bé. Thôi con cầm rung lắm, để ba cầm cho. Giờ ba ung khói vô nhà luôn rồi. Khói nó vô nhà nè. Giờ khói nó vô nhà luôn mà các bác ơi. Giờ là giờ Khánh là vô chợ là nè mà cô bác ơi, mấy đứa đi qua đây bụi con. Thấy không? Nóng lắm. Qua bển đi con. Con Phúc con phải không? Nóng lắm, con thang này ba nhúm mà nóng hực luôn mà. Quét dầu lên cho bóng. Chuẩn bị rồi nè. Đây nhìn hấp dẫn quá mà cô bác ơi. Mấy đứa thèm thịt nướng này lắm nè. Lâu lắm rồi Khánh mới làm rồi. Tại vì giờ ở nhà Khánh nó cũng đang bị dạng cũng đang bị cảm. Nên cũng không có về trên ông bà nội cho anh. Mai Khánh có đi mua thuốc uống rồi. Nay mai gì lên trển gì sẽ làm tổ chức nướng cái gì tiếp cho cả nhà dùng. Mấy bé nhỏ mấy bé này bị sổ mũi á. Trời ơi, bị sổ mũi không bà cô bác. Trời cho đi cho thổi bà nữa chứ. Ở đằng sau của Khánh đó là cái cây lục vừng đó bà cô bác. Cây lục vừng của anh ba và ảnh hổm mà đợt 2 năm trước để đây cả gần 2 năm rồi, cũng năm mấy á, thì để cái đây rồi ảnh để tới đây để cho bán á, để bán mà cũng chưa bán được. Vậy giờ nó vẫn còn ở đây không mời các bác. Giờ Khánh treo mấy cây lan lên nè, ở nhà lan nè, lan có bông hết rồi nè, đây lan nè, lan Khánh ấy là có bông hết rồi mà các bác. Đó, ở nhà thì cũng trồng lan đây. Giờ là vợ Khánh là quét dầu ăn, ý ấy khoan cái tỏi, mấy tỏi lên ấy á. Thế hả? Không, ý là nó rớt xuống dưới hết rồi. Chút xíu đi nghe rồi nói. Tại thôi quấy bỏ rồi thôi đi. Quét đều lên hết. Có hai cục nhỏ rồi đừng rớt á. Có gì gốc cũng cũng vàng ngới luôn mà cô bác ơi. Này ở nhà mà bà nội cũng thích ăn này lắm nè. Ăn này nướng ăn với bún á. Quá đẹp. Ở chừng lấy cái đó ra đi em, dĩa bỏ qua dĩa đi. Này chín rồi, chín thực. Chín rồi con. Đợi tí em lại vô mày làm cơm ạ. Thì nãy giờ em nấu cơm rồi mà. Xong rồi. Rồi dễ đi để lấy cho. Hả? Cắt cái cục bự ra luôn đi chứ hả? Chín. Để luôn hả? Cái da nó chưa có giòn, cục bự để anh nướng là sẽ tự cho. Rồi được rồi, để đó đi. Để anh nướng cho. Vô em làm gì ấy cơm này cho hai đứa nó ăn đi. Khoan để lật cái đó lại.
chưa đâu, nãy nó nằm ngoài. Để đây, đây để cái dĩa đây nè. Đây trên đây là được nửa là chín trên đây ông bà cô bác ơi. Còn đây cũng đang còn nghi ngút ở đây. Này than nóng quá mà. Nóng quá cũng phải từ từ chứ ấy nhanh quá nó đâu có chín. Còn đây là vợ Khánh đang ấy cà chua. Cà chua với dưa leo ra đây. Bữa nay giống như là làm cơm tắm vậy. Giờ ở trong nhà không mà đeo khẩu trang vậy nè ông bà cô bác. Tại vì ho cũng mới vừa hết bệnh nên là cũng đeo khẩu trang lại cho cẩn thận thôi. Cũng mới vừa hết bệnh. Hết bệnh được mấy ngày thôi. Cẩn thận vẫn tốt hơn mà cô bác ơi. Sốt phải ăn nước mắm nước cà rốt ơi. Ba ung khói mà. Ba đang ung khói mà. Thét cái da này. Ủa không phải mở này, mở đi. Đây một dĩa thịt đi, một dĩa dưa leo cà chua xong rồi ông bà cô bác ơi, quá hấp dẫn luôn. Đây mình chịu khó mình làm nhà, làm chút xíu rồi là có món ăn ngon liền mà cô bác ơi. Đây Khánh cũng còn đang nướng một cục này, còn một cục thịt duy nhất đây. Được, chịu khó nướng chút xíu là có đồ ăn cho cả nhà luôn. Rồi giờ Khánh nướng tiếp cái cục này, tại cục này nó hơi dày á, nướng nó lâu á mà cô bác. Thì mấy hôm nay á thì Khánh cũng đi ghi hình hoàn cảnh, tại vì cũng mới vừa khỏe rồi, khỏe rồi cũng đi theo ghi hình. Và trưa nay á, trưa nay thì Khánh cũng có hẹn với một cái người bạn không phải là người bạn nữa, một người em á, để giới thiệu cái hoàn cảnh. Giờ tại vì Khánh thì ở nhà thì cũng khỏe rồi, mà hai bé nhỏ nó cũng triệu chứng sổ mũi bị cảm nên là Khánh cũng đeo khẩu trang lại, tại vì Khánh đi ra ngoài nhiều quá nên là đeo khẩu trang lại để cho hạn chế cho nó tối đa. Mình đi ra ngoài nhiều, cái việc của mình bắt buộc phải đi mà có lắm, chứ mà mình ở nhà thì cũng không được. Ở nhà rồi nhiều hoàn cảnh cần giúp đỡ, rồi công việc của Khánh nữa thì cũng không có được nữa, nên là bắt buộc mình phải đi thôi. Đây ông bà cô bác nè, để Khánh mía cái dùng vàng cái ông bà cô bác xem nha. Ở đằng trước nè, đằng trước nhà đây, trước nhà ở đây là cái khu dân cư ở đây rồi ông bà cô bác. Bữa ban ngày giờ là họ đi làm hết rồi nên nó vắng, đây nó vắng lắm. Cái một phần là dân cư ở đây ở cũng chưa có nhiều á, buổi chiều thì có mấy bé ăn nít đồ nói rong, chứ giờ nó vắng lắm, nó yên tĩnh lắm. Nhưng mà đây là trời rất là trong lành luôn. Rồi thôi bây giờ Khánh quay về vấn đề. Đây nãy là ớt là có mật ong á, nên thịt nó mềm lắm các bác ơi. Giờ này cắt chín rồi, cắt lên rồi các em để khác nè. Đây mà các bác ơi, cuối cùng cái cục này cũng xong rồi. Wow, giống như cục thịt heo quay quá em. Đây. Giờ Khánh cắt ra. Này cắt mỏng không được quá. Cắt dài dài. Sườn cắt sườn anh cắt không được hả? Ủa đâu dứt nào rớt được. Thôi bỏ cái cục sườn nó giá sườn non á. Này nướng đủ nóng nó ngon kìa.
quá hấp dẫn luôn, thơm phức luôn mà các bác ơi. Mang gái ơi ra nè, xong rồi nè. Xong rồi, xong rồi. Con vô mở tủ lạnh lấy sốt với lấy chân cà con. Quá hấp dẫn, cục này đen để cho ba. Lấy sốt với chân cà. Hai con. Dạ đi con. Mẹ ăn ly này vô đã trực rồi mẹ còn lấy. Rồi, ngồi đây lấy ghế ngồi vào đây ăn cho nó mát. Giờ là vợ Khánh là lấy ra cho hai bé nhỏ đi nhà dùng luôn nè ông bà con bác ơi. À, nhìn nè, nhìn quá hấp dẫn luôn. Rồi tụi con ngồi trên ra nha, ngồi ra ăn cho mát. Rồi tụi con mời ông bà cô bác ăn nè. Mời ông bà cô bác ăn gì? Rồi một dĩa cơm sườn 30.000. Bây giờ vợ chồng Khánh đã làm trong vòng 1 phút 30 giây ông bà cô bác ơi. Hai đứa rồi. Để mẹ làm cho con. Ngon quá ta. Ngon không con, hai đứa? Con ngồi đây. Rồi nè, đâu con bưng con mợ bà cô bác nè. Nè. Bác ăn. Nhìn ở đây nè. Dạ mợ bác ăn cơm sườn. Ngon không? Thích không? Dưa leo. Đã quá ta, cho đi đút cái gì vậy? Con mợ bà cô bác ăn này cho đi ơi. Này cho đi. Nè, con mời nè, nhìn vô đây nè. Con thích hồi nãy ăn ngon không? Con thích ngon không? Ngon không? Giờ đó ngon không con? Con có muỗng hả? Chưa hả? Rồi thôi bây giờ nãy giờ Khánh cũng làm, hai vợ chồng Khánh cũng làm xong cái món đây rồi. Món thịt sườn nướng. Sườn nướng đây ông bà cô bác. Nướng rồi ăn đi chỉ dưa leo. Dưa leo đi cà chua thôi. Như vậy là cũng quá là hấp dẫn, quá là tuyệt vời rồi. Rồi thôi đợi mẹ ra đi, mình chào rồi mình ăn nha. Ừ. Rồi nãy giờ là cả nhà của Khánh là làm xong cái món sườn nướng rồi nha ông bà cô bác. Sườn nướng ăn đi cơm đây. Cơm này kiểu mà cơm tấm. Rồi giờ không biết nói gì hơn là Khánh cũng xin kính chào bà cô bác luôn nha. Cả gia đình của mình chào bà cô bác đi, chuẩn bị ăn nè. Cà rốt cho đi ơi. Cho đi mê rồi kìa. Nè cho đi ơi. Nè cho đi nè, con mời ông bà bác ăn rồi mình ăn nè. Dạ mời ông bà bác ăn cơm sườn. Ừ. Ăn cơm sườn bà cô bác làm sao? Chú ông bà bác. Rồi, thôi bây giờ cả gia đình của Khánh là cũng xin kính chào bà cô bác luôn nha. Hẹn bà cô bác ở những video tiếp theo luôn. Bye bye, bye bye. Bye bye nè. Bye bye nè cho đi ơi. Rồi. Bây giờ Khánh mời ông bà cô bác ăn nha. Đó, Khánh chan nước mắm vô đây. Nước mắm chua ngọt là của Khánh làm một bình luôn để dành ăn từ từ á. Đây. Ba ngồi đây ba ăn một mình. Tại vì bây giờ Khánh mở khẩu trang ra rồi nên là Khánh ngồi ăn mình, trong đó là vợ với hai con gái ngồi trong kia. Rồi ở dưới đó cũng khoai lang Khánh còn để ở dưới cho ông bà cô bác ơi. Đây, giờ Khánh ngồi ngoài bàn để Khánh ăn luôn. Khánh đang mở khẩu trang ra đây. Rồi bây giờ thôi Khánh mời ông bà cô bác ăn nha. Đây. Đây ông bà cô bác ơi, thử con miếng thịt nó như thế nào đây. Thịt đi, ăn vô một miếng cà chua nữa. Miếng cà chua nó như thế nào đây. Đây. Một muỗng quá hấp dẫn luôn. Rồi Khánh mời ông bà cô bác ăn. Ngon không con? Rồi bây giờ Khánh mời cô bác ăn nha. Ăn một mình ngoài đây coi như là giống như bị cách ly riêng vậy. Ngon. Thịt mềm ngon. Ngon ghê bà cô bác ơi. Cơm tấm nhà làm.
làm một bộ luôn này, làm một bộ có thịt dừa cà chua một bộ chất lượng luôn. Ngon. Ngon lắm bà cô bác ơi. Rồi đứa chồng ăn giờ khánh đúc cho chơi đi rồi. Đây cắt cánh tạm cắt khép cái đoạn video ông bà cô bác ơi để Khánh dùng tiếp đây. Đây. Nãy giờ Khánh dùng mỗi cái hai muỗng rồi. Đó cái mâm này, cái mâm này chiến trường này con mình Khánh đây nè. Khánh giữ nguyên cái mâm này ông bà cô bác ơi. Con gái ra ăn gái ăn cơm xong rồi ra phụ bà nướng khoai lang nè ông bà cô bác ơi. Con gái giỏi lắm á. Rồi con ấy gấp lên nha, củ nồi chín rồi, nó đen là chín rồi đó nha con. Còn nóng lắm. Cái nồi bên kia là cái nồi nước dừa. Nước dừa nấu đi gần mà có bác chuẩn bị là tại còn than nên bỏ cho luôn. Còn cái này là chưa chín. Chưa chín. Con lật nó đều. À của nó chín rồi đó con. Đâu bà con ơi. Rồi chín rồi đó con, chín rồi đó. Khoai khoai lang này, khoai lang mọc Đà Lạt nè, nướng chắc thơm ngọt lắm mà. Đó củ bên kia, đâu con lật lại coi. Đâu chín chưa? Đâu để ba bóp cho. Để xuống đi ba lấy tay ba bóp cho. Đó vô rồi. Ôi trời ơi, hôm qua ơi, ơi, cho đi nè ông bà cô bác ơi, giờ này còn cầm con thịt. Hả? Đâu rồi? Ơi ơi, xấu xa. Ba con để lại cho ba hả? Ờ chín rồi, chín rồi. Hẹn ra ta. Cà rốt của ba giỏi rồi ta. Con thấy sao nãy con ăn cơm ngon không? Ngon. Nè, nhìn vô ba nè. Ngon nhiều không? Con hát bài coi. Hát bài ba nghe coi. Rồi, bài gì cũng được con. Hai cây cắm nó kêu gần. Hát cắp cực cực. Học hồ nước nó bị bà bị bắt. Nó dâng bờ cánh trò hoa. Giỏi, giỏi. Cảm ơn con nha. Con hỏi, sợ này đó, con hỏi bà cô bác con hát có hay không? Con mở bác con. Con hát nó hay không? Cà rốt hát hay lắm. Nhưng mà mốt cà rốt hát cà rốt có nhìn vô màn hình nha. Nhìn vô màn hình để ông bà cô bác nhìn rõ cà rốt coi đẹp gái như thế nào. Chín chưa? Đâu bà coi. Đâu để bà coi chín chưa. Chín rồi đó con. Này này. Ủa này. Nóng quá. Nồi lên được không? Rồi. Bà nhắc cái nồi lên. Để ngay giữa cho bà. Rồi. Rồi cảm ơn con nha. Đậy nắp ngay lại con. Đậy nắp ngay lại cho tập cho mấy bé làm cho nó. Con để cái giá xích vô. Rồi nè đường phèn nè. Nước dừa đường phèn đi gần nữa mà con bác ơi. Nè nước dừa. Rồi con ấy ra đi con đẩy ra đi. Để cái giá vô luôn đi cũng được. Rồi để trên, đúng rồi, để trên đi con. Để trên đi. Ê đừng để nằm trên luôn đi. Mẹ rửa sạch rồi. Rồi. Rồi chào bà cô bác nè. Con chào bà cô bác nè. Chào bà bác. Khi nào thôi bà để cho bà. Trời. Có đụng với con để ngay đây. Rồi cuối cùng là cà rốt phụ ba nướng một dĩa khoai lang xong rồi đây ông bà cô bác ơi. Giờ là bà Khánh sẽ lấy ra thử coi. Đây nóng quá mà cô bác ơi. Bà bốc khói luôn. Đây. Công thức luôn. Mà cô bác dùng mấy khoai nha. Nóng hấp dẫn luôn, thơm phức luôn. Ngọt, ngọt quá. Nóng nóng con ơi. Nóng quá, nóng quá. Thôi con ơi, thôi đi vô, đi vô đi. Ba đang mở khẩu trang, ba ra ba ăn ngoài đây mà.
Phải ra ngõ. Đi vô. Vô đi, ba không phải đeo khẩu trang. Kỹ chút xíu là tốt mà cậu ba ơi. Rồi, mời qua cậu bác đây. Khoai lang nướng phải vàng vàng vậy mới ngon nè. Ngon quá ngon.